Kính chào quý vị. Bây giờ là bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Mời quý vị theo dõi một số nội dung đáng chú ý sau đây. Năm 2022, Long An giải phóng mặt bằng 1.600 hectare đất. Mở cửa thị trường cho quả bưởi và chanh sang New Zealand. Tin thế giới, xuất hiện virus siêu cảm lạnh ở Australia. Thưa quý vị, nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư trong năm 2022, các sở ngành địa phương trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực phát huy mọi nguồn lực để tập trung cho công tác này. Theo đó, trong năm 2022 này, tỉnh sẽ giải phóng mặt bằng 1.600 hectare đất tại 8 địa phương là thành phố Tân An, huyện Cần Giuộc, Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đức, Thủ Thừa, Tân Trụ và Đức Huệ. Trong đó nhiều nhất là huyện Bến Lức với gần 400 hectare. Để đảm bảo nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung quyết liệt triển khai nhiệm vụ giải pháp, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, kịp thời rà soát, đề xuất tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, tiếp nhận đầu tư và các lĩnh vực có liên quan, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức viên chức thực hiện làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng. Huyện ủy Cần Giuộc cũng vừa tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư trên địa bàn huyện. Tính đến tháng 3 năm 2022, trên địa bàn huyện Cần Giuộc đã được Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương quyết định chủ trương đầu tư 97 dự án khu cụm công nghiệp, đô thị dân cư tái định cư với diện tích trên 5.800 ha và 9 công trình trọng điểm của Trung ương, tỉnh, huyện với tổng diện tích trên 626 ha. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh có chủ trương ghi nhận cho các công ty tài trợ lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1-2.000 để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với 23 dự án diện tích trên 8.600 ha. Qua triển khai thực hiện đến nay, huyện đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ 57 dự án, đã chi trả bồi thường cho trên 7.700 hộ gia đình cá nhân với số tiền trên 3.900 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng được gần 2.300 hectare đất để giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, huyện còn gặp khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách, về bồi thường hỗ trợ về tái định cư đã làm ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng tại địa phương. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư huyện ủy Cần Giuộc Trương Thanh Liêm đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện và các xã thị trấn cần tập trung giải quyết đối với các dự án trọng điểm, dự án khu cụm công nghiệp, phân loại ra 3 nhóm dự án để thực hiện, gồm dự án dễ, dự án đang giải phóng mặt bằng và dự án chưa đầy đủ thủ tục. Cái nào dễ làm trước, cái nào không thuộc thẩm quyền thì kiến nghị, đề xuất cấp trên giải quyết và triển khai quyết liệt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, góp phần thu hút đầu tư để phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thưa quý vị, Bến Lức là một trong các địa phương triển khai khá tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các dự án trọng điểm của tỉnh và của huyện, như đường tỉnh 830E, dự án tạo quỹ đất sạch để bố trí tái định cư đường tỉnh 830E, phát triển khu đô thị xã Thanh Phú. Địa phương đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tham gia đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng ngay từ đầu, nhất là đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động để nhân dân ủng hộ chủ trương vì lợi ích chung mang lại hiệu quả thiết thực. Xã Thanh Phú có hơn 400 hộ dân nằm trong dự án, trong đó có nhiều hộ gia đình bị giải tỏa trắng. Đây được xem là yếu tố gây khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng bởi liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Song với quyết tâm chính trị cao nhất, cấp ủy chính quyền xã Thanh Phú đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia. Cùng với sự kiên trì bền bỉ trong tuyên truyền, vận động, thuyết phục bằng cả lời nói và việc làm nên đã nhận được sự đồng thuận của các hộ dân. Thì cái chủ trương của nhà nước thì đề ra tôi là người công dân, tôi phải chấp hành tốt mọi cái biện pháp của nhà nước. Thì về công ích, sau này cho đất nước, cho thế hệ trẻ sau, mai sau này. Thì tôi cũng làm, nó cũng ảnh hưởng một phần, một chút đất. Nhưng mà tôi cũng sẵn sàng là giao bàn giao mặt bằng lại cho dự án. Thì cái việc thu hồi đất, nói chung giờ là lớn tuổi, thì sống thì nhờ có miếng ruộng, những vườn của ông bà để lại, nhưng mà thôi giờ thì cái việc quy hoạch chủ trương lớn làm cái khu dân cư gì đó thì thôi phải nhất trí, để nói chung là cái hướng nhà nước lo cho dân trong tương lai để có điều kiện phát triển cho tỉnh nhà, nhiều huyện nhà thì cũng đồng thuận thôi.
khi nhận được thông báo thu hồi 3.700 m2 đất nông nghiệp để triển khai dự án. Ban đầu, gia đình ông Nguyễn Minh Tâm rất băn khoăn về giá đền bù, cùng với tâm lý không muốn mất đi số đất canh tác đã gắn bó với gia đình qua nhiều thế hệ. Nhưng hiểu được ý nghĩa tầm quan trọng của dự án, nên gia đình ông đã đồng thuận. Ngoài ra, bản thân ông còn tuyên truyền, vận động cho người thân và người dân có đất bị thu hồi trong dự án, hợp tác với chính quyền để thực hiện việc kiểm kê diện tích đất. Cụ thể như giờ, coi như là riêng gia đình tôi thì cũng có dính coi như 3.700 m2, thì gia đình cũng chấp hành. Ông anh thứ năm thì cũng dính 2.000 thì vận động ông cũng chấp hành chủ trương. Rồi coi như những cái hộ mà coi như mà đã có dính trong dự án thì coi như là chưa thông, chưa chấp hành. Thì cùng anh em trong cái chi hội cựu chiến binh của ấp thì tới coi như động viên giải thích cho người dân ta hiểu. Dự án đường tỉnh 830E và dự án tạo quỹ đất sạch để bố trí tái định cư đường tỉnh 830E phát triển khu đô thị xã Thanh Phú nhằm kết nối giao thông từ các tuyến đường tỉnh của địa phương với thành phố Hồ Chí Minh, vành đai 3, vành đai 4, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nhất là trong thu hút đầu tư. Chính vì vậy, sự đồng thuận của người dân trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã góp phần quan trọng giúp dự án triển khai đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Long An nói chung, huyện Bến Lức nói riêng. Sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc đã góp phần quan trọng giúp công tác thu ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022 đạt kết quả khả quan. Công tác thu ngân sách được tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm. Tỉnh đã ban hành chỉ thị về tổ chức thực hiện và quản lý điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Cùng với sự phục hồi của nền kinh tế, nhờ đó tổng thu ngân sách nhà nước ước quý 1 là gần 6.700 tỷ đồng, đạt hơn 38% dự toán giao, gần bằng 111% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa gần 5.800 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu hơn 900 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước đạt trên 12% trong năm 2022, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện và quản lý điều hành tốt dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, triển khai thực hiện tốt các chính sách thuế mới, nhất là cơ chế chính sách về miễn thuế, giảm thuế, gia hạn nộp thuế, hỗ trợ cộng đồng và người lao động để vượt qua khó khăn đại dịch COVID-19 gây ra. Đồng thời triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp quản lý thu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu thu, huy động nguồn thu phát sinh hợp lý, phấn đấu thu ngân sách ở mức cao nhất trong từng tháng, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp, đáp ứng các yêu cầu chi cần thiết và triệt để tiết kiệm. Thưa quý vị, cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công văn dự thảo chương trình xuất khẩu đối với hai loại quả tươi là bưởi và chanh xuất khẩu sang New Zealand. Thị trường này chỉ có 5 triệu dân, nhưng New Zealand có hệ thống kiểm dịch thực vật chặt chẽ bậc nhất thế giới. Do đó, việc xuất khẩu quả tươi sang thị trường này mang nhiều ý nghĩa. Việc mở cửa được thị trường cho trái cây tươi của Việt Nam sang New Zealand không những thể hiện uy tín hàng hóa, mà còn tạo thuận lợi trong việc đàm phán mở cửa thị trường với các quốc gia khác. Mặc dù giá xăng dầu đã có động thái giảm, nhưng vẫn ở mức cao, khiến nhiều hoạt động khai thác hải sản xa bờ của ngư dân gặp không ít khó khăn. Hiện bà con mong muốn chính phủ và các cơ quan liên quan sớm có chính sách hỗ trợ để có thể tiếp tục vươn khơi bám biển. Đi biển hơn 10 ngày, tốn gần 3.000 lít dầu, nhưng chỉ đánh bắt được vài tấn cá mái chèo, với giá bán khoảng 10.000 đồng một ký. Chủ tàu này phải bù lỗ gần 50 triệu đồng phí tổn và tiền công cho lao động. 100 triệu, vừa giàu vừa đói, vừa thức ăn nước uống cho anh em. Thì đi được 10 hôm chắc được vài tấn á, mà có nó cũng không được để bán, có là chắc món cỡ 10 ngàn đâu, chắc được vài 30 triệu gì đó. Chắc lỗ hẻn luôn á. Việc đánh bắt khó khăn vì nguồn lợi hải sản ngày một khan hiếm, trong khi bán một ký cá chỉ mua được nửa lít dầu, khiến nhiều chủ tàu không dám ra khơi vì sợ thua lỗ. Mặc dù đang là thời điểm chính vụ, nhưng tại các khu neo đậu, cảng cá tại miền Trung vẫn có rất nhiều tàu đậu bờ. Một ký cá thì mua chưa được nửa lít dầu chứ mua, giá cá dầu thì lên cao mà cá thì giá thấp bạc nữa, thì làm ăn người dân khổ. Giá dầu thì cỡ đây tầm đây thì mà còn ké thì nó rỉ quá, người dân làm nó không có. Thì nói chung là đi
đi đậu bờ thì cũng không được, thì cũng phải đi kiếm sống để giữ bạn đồ. Thực tế trong thời gian gần đây, ngư dân cũng được hưởng các chính sách miễn giảm thuế đối với các dịch vụ hậu cần nghề cá từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, việc giảm các loại thuế phí cũng không thể bù lại những chi phí người dân phải bỏ ra cho một chuyến vươn khơi khi giá xăng dầu vẫn ở mức cao như hiện nay. Cũng mong nhà nước có phương án nào, phương cách nào để dũng có gió dào xuống cho anh em chúng dân biển chúng tôi để đi đánh bét xa bờ và để đi giữ vùng đũa. Trước những khó khăn trong hoạt động khai thác xa bờ, ngư dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm có chính sách bình ổn giá xăng dầu để bà con có thể yên tâm vươn khơi, bám biển. Một virus mới xuất hiện được gọi là siêu cảm lạnh đã được ghi nhận lây lan nhanh tại Australia, khiến người mắc có những triệu chứng giống như mắc COVID-19. Các chuyên gia y tế cho rằng virus này không phải bệnh theo mùa mà rất có thể liên quan đến hệ miễn dịch của con người. Các triệu chứng được thông báo gồm đau rát họng, đau đầu và đau người, sổ mũi và mệt mỏi, đôi khi kéo dài nhiều tuần. Người mắc chứng siêu cảm lạnh điển hình không mất khứu giác và vị giác như ở người được chẩn đoán mắc COVID-19, nhưng tất cả những người nghi mắc bệnh vẫn được khuyến nghị tiến hành xét nghiệm. Số ca mắc bệnh siêu cảm lạnh được ghi nhận cũng tăng mạnh tại Anh hồi cuối năm ngoái khi các biện pháp phong tỏa được dỡ bỏ. Điều tương tự cũng đang xảy ra tại Australia khi mà đeo khẩu trang, giãn cách xã hội và sát khuẩn tay đã bắt đầu bị xem nhẹ. Theo các chuyên gia y tế, giai đoạn dài không bị phơi nhiễm với các loại virus đang tồn tại trong cộng đồng do các biện pháp phong tỏa đã khiến hệ hô hấp quen với điều này, gián tiếp dẫn tới tình trạng cơ thể dễ bị tổn thương khi các điều kiện trở lại bình thường. Hệ quả là làm tăng các ca nhiễm hệ hô hấp trên. Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế nhận định tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay vẫn ở mức dương bất chấp xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, một số nước có nền kinh tế yếu có thể rơi vào suy thoái. Trong dự báo đưa ra hồi tháng 1 năm nay, Quỹ tiền tệ quốc tế nhận định tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2022 sẽ đạt 4,4%. Tuy nhiên, theo Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Kristalina Georgieva, Quỹ tiền tệ quốc tế sẽ điều chỉnh giảm trong dự báo đưa ra vào tháng 4 tới vì giá năng lượng và lương thực tăng cao. Theo bà, nhiều nước đang phát triển sẽ bị tác động nặng nề. Trả lời phỏng vấn của Foreign Policy, nhân vật số 2 của Quỹ tiền tệ quốc tế, bà Gita Gopinath cho rằng tác động của việc Nga không thanh toán được nợ nước ngoài đối với hệ thống tài chính toàn cầu sẽ chỉ ở mức hạn chế. Tuần trước, Nga đã tránh vỡ nợ sau khi thanh toán 117 triệu đô la Mỹ tiền lãi đối với hai loại trái phiếu bằng đô la Mỹ, gửi tiền qua các ngân hàng JP Morgan và Citigroup. Tuy nhiên, hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's cho rằng vẫn còn nguy cơ vỡ nợ, Moscow còn khoản nợ 100 triệu đô la Mỹ đáo hạn vào ngày 27 tháng 5. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến căng thẳng cùng áp lực tài chính gia tăng đã đẩy bảo tàng Tribune 11 tháng 9 vào tình cảnh khó khăn chồng chất. Thật không may, vào tháng 3 năm 2020, chúng tôi đã phải đóng cửa trong 6 tháng. Điều đó thực sự khó khăn. Sau đó chúng tôi đã mở cửa trở lại vào tháng 9 năm 2020. Nhưng bạn thấy đấy, khách du lịch vẫn chưa quay trở lại. Các chương trình của chúng tôi không có kinh phí. Trong 2 thập kỷ qua, nhiều công trình đã được dựng lên để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 trên khắp nước Mỹ. Trong đó có công trình 11 September Tribute Center do Hiệp hội các gia đình nạn nhân vụ tấn công 11 tháng 9 xây dựng vào năm 2006 trên chính khuôn viên của tòa tháp đôi bị phá hủy trong vụ tấn công. Các nhà lãnh đạo cho biết họ cần sự giúp đỡ của các nhà tài trợ để bảo tàng có thể duy trì hoạt động trong tương lai. Bộ Thương mại Thái Lan đặt mục tiêu sẽ tăng xuất khẩu trái cây 15% trong năm nay, chủ yếu do nhu cầu tiêu thụ tăng lên và sản lượng cao hơn trong mùa thu hoạch 2022. Theo mục tiêu do Bộ Thương mại đặt ra, kim ngạch xuất khẩu trái cây năm 2022 của Thái Lan sẽ đạt khoảng 287,5 tỷ bạc, tương đương khoảng 8,5 tỷ đô la Mỹ. Để đạt được mục tiêu này, Thái Lan cam kết sẽ tăng tốc xóa bỏ trở ngại trong lĩnh vực xuất khẩu trái cây và thúc đẩy bán hàng thông qua các hợp đồng ứng trước. Hiện Bộ Thương mại Thái Lan đang cố gắng đẩy nhanh đàm phán với Lào về việc trung chuyển đưa trái cây sang Trung Quốc và đã đề xuất tổ chức cuộc họp chung giữa 4 nước Thái Lan, Trung Quốc, Lào và Việt Nam để đẩy mạnh xuất nhập khẩu trái cây. Ngoài ra, Thái Lan cũng sẽ mở làn xanh dành cho trái cây tại cửa khẩu để tăng tốc giải phóng hàng.
Tổng sản lượng trái cây của Thái Lan trong vụ thu hoạch 2022 dự kiến tăng 13% lên 5,4 triệu tấn, trong đó 30% dành cho tiêu dùng trong nước và 70% dành cho xuất khẩu. Bản tin thời sự sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.